Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Xin biết hôm nay, Cận Ngôn, Hứa Khải thất sủng sau Thượng Thực, Triều Lệ Dịn lập công. Toàn cõi mạng đang cảm thấy lo lắng thay cho Ngô Cận Ngôn bởi vì dạo gần đây có quá nhiều mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành hợp tác với Vu Chính. Triều Lệ Dịn lại khiến bao người trầm trồ trước thành tích không tưởng của A La hung thủ. Vậy cụ thể như thế nào? Hãy cùng theo dõi hết bài điểm phim Hoa Ngự ngày hôm nay của Mây Sinh để hiểu rõ hơn nhé. Bảng xếp hạng lượt xem phim trực tuyến. Đánh giá chung về bảng thống kê lượt xem phim trực tuyến mà Blinkey công bố, mình không thấy có bất cứ sự xê dịch nào về thứ hạng. Với 78,44 triệu lượt xem, Kỳ Nghỉ Ấm Áp 2 đang chiếm lĩnh vị trí cao nhất. Không chỉ Lưu Đào, Trần Hách mà Trương Gia Nghê cũng làm khán giả tấm tắc về cả mặt diễn xuất lẫn lối ăn mặc đơn giản nhưng thời thượng. Tăng nhẹ so với ngày hôm qua lên mức 74,98 triệu lượt xem, Thượng Thực vẫn đang đứng ở vị trí thứ hai. Mình cũng đọc được không ít tin tức xoay quanh màn hợp tác của Hứa Khải và Ngô Cận Ngôn. Song vì hơi dài nên chúng ta ngắm tạm món ăn trước rồi hẹn nhau bàn luận ở phần sau đây nha. Trở lại với bảng xếp hạng, sau khi thu về 69,68 triệu lượt xem, Yên Ngự Phú đang đứng ở vị trí thứ 3, xếp ngay sau bộ phim của Khiếu Hân và Từ Chính Khê là Quất Ngự 2 với lượt xem là 57,36 triệu. Xin Chào Tay Súng Thần do Hình Phi và Hồ Nhất Thiên đóng chính đã có được 55,12 triệu lượt xem, lọt vào top 5. Ngô Cận Ngôn bị thất sủng sau Thượng Thực. Chắc chẳng cần mình phải nói nhiều thì ai cũng nhận thấy rằng lần tái hợp trong Thượng Thực của Hứa Khải và Ngô Cận Ngôn đang tiến dần về một kết quả chẳng như mong đợi, nếu không muốn nói là flop toàn tập, và điều này khiến mình cũng như bao khán giả lo lắng cho tương lai của cả hai diễn viên. Hứa Khải thì thật may vì sở hữu mặt tiền đáng giá nên vẫn tiếp tục ra vào đoàn phim, còn lo nhất là Ngô Cận Ngôn nè. Tầm này các fan của cô cũng khó lòng mà lấy lý do nhan sắc bị dìm vì trang phục và màu phim mang hơi hướng hồn ma Tự Cấm Thành được, bởi vì ngay trong Thượng Thực, nữ phụ Vương Sợ Nhiên hay là Vương Nhiệm vẫn tự tin khoe sắc đó thôi, quan trọng là họ có lối diễn xuất tự nhiên, được lòng khán giả. Chưa hết, những ngày này chúng ta còn liên tục thấy Vu Chính khoe tạo hình mới của Tôn Di, Bành Tiểu Nhiệm và Châu Dạ. Mình được biết đây đều là gian mỹ nhân góp mặt trong một dự án mới có tên Vi Hữu Ám Hương Lai. Với động thái này, Ngô Cận Ngôn nên lo lắng sớm đi là vừa, bởi rất có thể cô sẽ bị ra chuồng gà bởi dàn vu nữ lang tài sắc mới kia. Trở lời dịn, vựng ngôi nữ hoàng phim ảnh. Mới đây, EWZ vừa công bố báo cáo tài chính của quý 4 và cả năm 2021. Tưởng chừng như không có nhiều điều để nói về những con số khô khan, bởi vì nền tảng này trong năm vừa qua sở hữu kha khá phim flop, nhiều ngang ngựa đằng tấn. Vậy mà series Rạp Hát Sương Mù vẫn thu lợi không hề nhỏ, tất cả đều nhờ vào sự thành công của A La hung thủ. Đây là bộ phim có doanh thu từ hội viên nạp VIP cao nhất, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2020. Ngoài ghi nhận sự nỗ lực của đoàn làm phim thì công lao lớn nhất vẫn phải thuộc về Triệu Lệ Dịn rồi. Quý 4 vừa qua ghi nhận màn cạnh tranh gay gắt của loạt dự án phim cấp S+. Ai Là Hung Thủ chiếu vỏn vẹn 16 tập, song sự góp mặt của Tiểu Hoa 8X vẫn giúp thu về thành quả to lớn. Và sức hút với khả năng diễn xuất cao ngày càng thăng hạng, có lẽ bà mẹ một con sẽ tiếp tục chủ vựng ngôi vị nữ hoàng phim ảnh trong một thời gian dài nữa. Cuối cùng là một vài hình ảnh được tiết lộ từ hậu trường ghi hình các dự án phim mới. Từ sau khi Trung Hán Lương bị bóc nhan sắc khác lạ, chẳng hiệu vô tình hay hữu ý mà mình thấy đoàn phim Khuynh Thành Diệt Thanh Hoan liên tục để blogger chụp được khoảnh khắc cam thường của nam chính đầy nhé. Còn cặp đôi phụ của Thiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 là Mao Tự Tuấn và Mao Hiệu Tuệ cũng nổi bật lắm nè. Bạn nghĩ sao về tương lai của Ngô Cận Ngôn và Hứa Khải sau màn tái hợp thất bại ở phim mới? Bạn nhận xét như thế nào về khả năng cân phim của Triều Lê Dịn? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với Mây Sinh ở phần bình luận. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.